Thầy tự chọn ha, thầy chọn theo danh sách cho Thầy nghe ơi, được gì? nhóm em định 8 con người luôn á, được không thầy? 8 con người luôn chứ, chứ thầy đâu có tính động vật trong đó mà sao tự nhiên em nhấn mạnh cái chữ đó hết hồn vậy em? Chú ý xíu ha, mình chỉ có 6 buổi thôi, các bạn mà lơ là cái là mất kiến thức ha. Rồi, Phạm Thu An. Ủa, người quen đúng không? Hello. Ủa gì thầy? Có quen không? Tao có quen đâu thầy. Thì em dễ bộ em nói là quen đi chứ thầy đừng quê chứ tự nhiên nói thẳng đi trời. Cái con bé này. À, thầy ơi, hả? có diễn viên em đang học luôn á, là lúc mà điểm danh đó là download cái gì trên Steam dễ thầy, coi được bao nhiêu phút thì em online luôn, vậy đỡ hơn là thầy bắn ráp 80 bạn. Thầy nói gì chứ thầy cũng đâu có điểm danh đâu. Ai rảnh. Rồi xong ha, chắc thầy phải đi ngoái mũi rồi.